Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay lại trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70 Xinh Đẹp. Thì cái câu U70 Xinh Đẹp này các bạn đừng có cười mình nhé. Tại vì đây là khán giả người ta đặt cho mình thôi, các bạn có biết không? Cái hôm mà mình chụp ảnh, mình quay video anh Đào Nhật ấy, thì nhìn nó, mình mặc áo dài, nhìn nó trẻ trung. Thế là mọi người đặt cho mình là U70 Xinh Đẹp. Nhìn nó rất là trẻ và rất là đẹp. Nếu bạn nào chưa biết thì mời các bạn vào xem. Thì từ đấy thì mình bảo cũng hay đấy, cho cái câu này vào thì nó cũng hay. Nhưng mà cũng có bạn thì có khi thấy là hay, có bạn thì có khi lại bảo là chẳng ai người ta khen, tự mình khen thì vô duyên. Cứ cho cái câu U70 Xinh Đẹp vào, nó có lý do cả các bạn ạ. Thì đây các bạn nhìn này, đây là hôm nay là thứ 6, chỗ này là chợ của cái trung tâm. Đây người ta tập trung rất là đông này. Kia là chợ này. Và cái chỗ đằng trước mặt kia mình kia là McDonald's, là người ta được phép bày ra ngoài đấy các bạn. Khách ngồi ra ngoài ăn. Chứ còn vào trong thì chưa được ăn, chưa được ngồi. Thì thời tiết nắng rất là đẹp, mình đi dạo và mình muốn chia sẻ một cái video nói về Kim Ngân và Thúy Nga. Thì các bạn biết đấy, bao nhiêu ngày tháng Kim Ngân rùi mài cây sử kinh sử mà giúp đỡ Thúy Nga rùi mài bài kinh sử mà giúp đỡ Thúy Ngân ca sĩ Kim Ngân, trời ơi mình toàn nhầm thôi, ca sĩ Kim Ngân để cho Kim Ngân trở lại như ngày nay thì là một việc nó không đơn giản một tí nào các bạn ạ. Rất là khó khăn phức tạp, không phải ai cũng làm được. Cái nghề đấy nó gọi là giống như là nghề tâm lý, mà cái người nào phải là thật là kiên trì và phải có thể là Thúy Nga giỏi giang, hoặc là phải học ở trong trường đào tạo thì mới có thể là hướng dẫn và lái cho Kim Ngân. Mà Kim Ngân hầu như bây giờ đã lột xác. Thì các bạn có biết không, tại sao mình lại làm cái video này? Bởi vì mình cũng thấy là bức xúc cho ca sĩ Thúy Nga. Ca sĩ Thúy Nga vừa rồi đi quay trở lại đi diễn các bạn. Thì quay trở lại đi diễn vắng có mấy ngày thôi, mà có người vào dèm pha và dụ dỗ ca sĩ Kim Ngân các bạn, dụ dỗ ca sĩ Kim Ngân, rồi xui các ca sĩ Kim Ngân là đòi giấy tờ của Thúy Nga, rồi về khó chịu với Thúy Nga này nọ. Mà tại sao người Việt mình thấy rất là xấu tính ở cái chỗ đấy. Cái lúc ca sĩ Kim Ngân lang thang ở ngoài đường 30 năm tại sao không nhảy vào mà giúp đỡ, mà bây giờ thấy Kim Ngân có vẻ là cũng đã thay đổi được khoảng 60% rồi, thì bắt đầu là thấy Kim Nga, thấy Thúy Nga nhảy vào và Thúy Nga làm mấy tháng nay không đơn giản, đi đâu cũng đưa đi đưa đón, rồi chiều chuộng ca sĩ Kim Ngân mới được như ngày nay. Thế mà Thúy Nga chỉ có đi trở lại sàn diễn có mấy ngày thôi mà có người nhảy vào định hớt tay trên cái công của Thúy Nga, rồi rùi bẩy ca sĩ Kim Ngân. Thì khi Thúy Nga đi diễn quay trở về đấy thì gặp Kim Ngân, thì Kim Ngân có khó chịu và né tránh, không muốn gặp Thúy Nga và cứ đòi giấy tờ. Và có người còn xui Kim Ngân là không được ngồi lên xe của Thúy Nga nữa, rồi đòi giấy tờ Thúy Nga, rồi còn cái gì đấy nhỉ, nhiều lắm. Lại còn dỗ Thúy Nga về đấy ở này, dỗ Kim Ngân về đấy ở này, rồi đưa cái giấy tờ gì
bảo Kim Ngân quý ký vào. Thì Thúy nghe hỏi thì thật sự đó Kim Ngân là có người đi cùng thôi, còn nếu không thì nói chung là cũng rất là khó, bởi vì cái người, cái đầu óc người ta đã không bình thường rồi, mà nó 30 năm nay rồi chứ không phải là mới, cho nên nó rất là khó, chỉ có Thúy Nga đi cùng thôi, còn không có Thúy Nga thì rất là khó. Thì Thúy Nga mới thấy thế, Thúy Nga hỏi Thúy Nga hỏi là ai rủ con, ai xui con với ai đưa giấy cho con ký, con đã ký chưa. Thúy Nga rất là lo, nhưng mà theo mình thì Thúy Nga không nên lo, bởi vì mình nghĩ là ở đâu cũng thế thôi, nó có luật hết. Nhất là Việt Nam cũng thế, mà bên nước ngoài cũng thế. Khi mà ký một cái giấy tờ gì nhá, là cái đầu óc của người ta phải minh mẫn các bạn ạ. Nó phải là thật minh mẫn, tỉnh táo. Chứ còn nếu mà lừa đảo như thế, mà cho Thúy Nga, cho ca sĩ Kim Ngân vào chồng như thế, thì người ta có quyền kiện được cái người kia là lừa đảo. Lừa đảo mà định lừa đảo dụ dỗ Kim Ngân như thế. Cho những bất kể một cái vụ việc gì là trong giấy tờ người ta đều nói là khi mà ký giấy tờ và khi đồng ý làm thì cái đầu óc cái người đấy có tỉnh táo hay không đấy các bạn ạ. Nhưng mà tại sao Thúy Nga cứ phải lo như thế nhỉ, mình thì mình không lo đấy, các bạn thấy không, người Việt mình rất là xấu tính nhá. Tại sao trước không làm đi mà thấy Thúy Nga giúp đỡ rồi, Kim Ngân thì có vẻ đỡ rất là nhiều rồi, thì bắt đầu nhảy vào rồi phá rối. Mà theo mình nghĩ thì Thúy Ngân chỉ có ca sĩ Kim Ngân thì chỉ có Thúy Nga là bảo được thôi, chứ còn không ai nói được hết ấy. Một điều thẳng thắn như thế, một điều mình khẳng định thẳng thắn như thế. Vậy thì ai mà định làm cái trò đấy theo mình không nên làm như thế. Không thiếu gì cách kiếm tiền, mà cứ thấy người ta làm được thì bắt đầu là nhảy vào. Tại sao ngày xưa thì ca sĩ Kim Ngân đi lang thang 30 năm nay không ai nhảy vào, không ai kêu mang? Tại sao không ai kêu mang mà bây giờ này bây giờ thấy người ta có vẻ đỡ rồi, thấy Thúy Nga làm nó rất là thành công, thì bắt đầu là nhảy vào để mà định hớt tay trên của Thúy Nga, hay là định làm cái trò gì đấy, thì mình thấy hoàn toàn không tốt một tí nào cả. Người Việt mình ấy, mình thấy ở đâu cũng thế, bất kể người ta làm một cái gì đấy, các bạn thấy không, Thúy Nga giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân thành công thì bắt đầu nhảy vào để phá Thúy Nga, để hớt thay trên của Thúy Nga. Thế rồi mở cửa hàng kiếm ăn cũng lại nhảy vào, cũng phá phách, cũng người ta mở cửa hàng. Cái cửa hàng thì không thể thay đổi được, các bạn biết đấy, một khi ký hợp đồng không phải là một ngày hai ngày, mà ký hợp đồng ít nhất phải một năm trở lên. Thế mà bây giờ cũng mở ngay bên cạnh, thì liệu rằng là hai người như thế có sống không, nó cách xa nhau không nói, chứ nó ở gần như thế thì một trong hai người là một người sẽ bị chết. Thế mình không nên làm như thế. Rồi nhảy vào xong rồi mình thấy cái người Việt của mình ấy, nó rất là xấu tính nhá. Đấy, ví dụ cả cái Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân cũng thế, rồi làm móng tay ở các nước cũng thế, làm móng tay thấy người ta làm ăn được là mở cửa hàng ngay bên cạnh, rồi hạ giá, rồi lôi kéo khách, rồi kể cả mở trà sữa, bất kể một cái gì cũng thế, bán hàng bán họ cũng thế, cũng tranh cướp rồi xì nhau rồi là giết nhau để mình được ăn cả, chứ không có kiểu như là thương nhau mà cùng người xa phương cầu thực thì cùng giúp đỡ nhau như những người nước khác đâu, chán lắm. Mở trà sữa cũng thế, bất kể làm một cái nghề gì cũng thế, chán ơi là chán đấy các bạn ạ.
Thì hôm nay mình làm cái video này mình cũng rất là bức xúc cho Thúy Nga, cho nên là mình thấy thế mình không thể chấp nhận được cái người Việt của mình khi mà người ta lang thang hàng ở ngoài đường ấy, hàng 30 năm có phải ít đâu, thì không thèm nhảy vào. Bây giờ thấy Thúy Nga làm thành công thì bắt đầu là định ngớt tay chân của Thúy Nga. Thì mình làm cái video này mình cũng chỉ chia sẻ ngắn thế thôi các bạn nhé. Thì mong các bạn xem và ủng hộ giúp đỡ mình nhé. Thì các bạn thử xem có đúng như là mình nói không hay là mình nói xạo. Và bây giờ bye bye các bạn nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình và bấm like và chia sẻ giúp mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.